Kế hoạch cho các cuộc tranh luận tổng thống năm 2024 vốn đã được dự kiến sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, hiện tại tình hình đang trở nên hỗn loạn và không còn rõ ràng. Việc ông Biden bất ngờ tuyên bố dừng tranh cử đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch ban đầu, khiến mọi dự định về các cuộc tranh luận bị xáo trộn. Giờ đây, việc xác định liệu ông Trump có tranh luận với ứng viên thay thế của đảng Dân Chủ hay không đang là một câu hỏi lớn. Sự thay đổi này đã khiến các kênh truyền hình và đội ngũ tranh cử của cả hai bên phải điều chỉnh chiến lược của mình, trong khi các ứng viên và các tổ chức truyền thông vẫn đang nỗ lực tìm ra giải pháp khả thi để tổ chức các cuộc tranh luận trong bối cảnh đầy bất định này. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cuộc chạy đua đầy gay cấn của các kênh truyền hình. Cuộc tranh luận của Tổng thống năm 2024 đã trở nên hỗn loạn và kịch tính hơn bao giờ hết khi mọi kế hoạch ban đầu bị đảo lộn. Dự kiến các cuộc tranh luận sẽ là cuộc chiến căng thẳng giữa Tổng thống Joe Biden và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuy nhiên, hiện tại tình hình đang gặp nhiều điều khó khăn khi ban vận động của ông Trump và bà Kamala Harris vẫn đang cân nhắc về việc tham gia các cuộc tranh luận trực tiếp và số lượng sự kiện này. Các kênh truyền hình Mỹ đang dốc toàn lực để giành quyền tổ chức các cuộc tranh luận này, tạo ra một cuộc chạy đua căng thẳng giữa các đài truyền hình để thu hút sự chú ý của cử tri. Bà Harris đã thể hiện sự sẵn sàng tranh luận với ông Trump, trong khi cựu tổng thống cũng không từ chối cơ hội đối đầu với phó tổng thống đương nhiệm. Dù vậy, khi ngày bầu cử đang đến gần với chỉ chưa đầy 100 ngày còn lại, việc xác định thời gian và địa điểm cho các cuộc tranh luận vẫn còn mơ hồ. Hiện tại, cuộc tranh luận duy nhất mà ông Trump đã được đề nghị tham gia trên đài ABC vào ngày 10 tháng 9, nhưng đội ngũ của ông vẫn còn lưỡng lự về việc có nên tham gia hay không và liệu có thêm cuộc tranh luận khác hay không. NBC News và CBS News đang tích cực đàm phán với cả hai bên để tổ chức thêm các cuộc tranh luận, trong khi Fox News cũng đã đề xuất một cuộc tranh luận vào ngày 17 tháng 9. Tình hình càng thêm phức tạp khi ông Biden tuyên bố sẽ không tiếp tục tranh cử, làm gián đoạn mọi kế hoạch tranh luận đã được chuẩn bị. Bà Harris, dù chưa chính thức được đảng Dân Chủ đề cử, đã đủ số phiếu ủng hộ cần thiết và đang chuẩn bị cho các cuộc đối đầu. Cựu Tổng thống Trump đã đưa ra tín hiệu trái chiều về việc tham gia các cuộc tranh luận, bày tỏ mong muốn chờ đợi cho đến khi bà Harris chính thức được đề cử trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ông Trump cũng cho thấy sự ưa thích đối với việc tranh luận trên Fox News thay vì ABC News, làm tăng thêm sự không chắc chắn về việc tranh luận sẽ diễn ra ở đâu và khi nào. Trong khi các kênh truyền hình tiếp tục cạnh tranh để tổ chức sự kiện này, cuộc chiến truyền thông giữa hai ứng viên tổng thống đã trở thành một phần quan trọng của cuộc đua bầu cử, khi cả hai bên đều muốn tận dụng cơ hội để định hình hình ảnh và lập luận của mình trước cử tri. Tình hình hiện tại cho thấy rằng các cuộc tranh luận không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là những cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng quyết định trong cuộc bầu cử sắp tới. Hứa hẹn bùng nổ màn tranh luận giữa ông Trump và bà Harris. Tuần trước, cựu Tổng thống Donald Trump gây xôn xao khi tuyên bố rằng ông chưa đồng ý bất kỳ đề xuất tranh luận nào mới bởi cuộc tranh luận vào tháng 9 mà ông đã chấp thuận trước đây vốn dành cho Tổng thống Biden. Tôi có thể quyết định tham gia tranh luận, nhưng tôi cũng có thể đưa ra lý do để không xuất hiện, ông Trump chia sẻ với Fox News. Một quan chức thân cận với ông Trump cho biết rằng, mặc dù có thể ông sẽ tham gia tranh luận với bà Kamala Harris, nhưng sự thay đổi ứng viên của đảng Dân Chủ yêu cầu họ phải điều chỉnh lại kế hoạch. Hiện tại vẫn còn quá sớm để xác định liệu ông Trump có chuẩn bị cho cuộc đối đầu với bà Harris hoặc bất kỳ ứng cử viên nào khác ngoài ông Biden hay không. Max Lukasiewicz, cựu giám đốc điều hành của NBC News, và là người có kinh nghiệm tổ chức nhiều cuộc tranh luận cho rằng có thể sẽ có thêm một hoặc nhiều cuộc tranh luận. Ông dự đoán rằng Trump có thể yêu cầu ít nhất một cuộc tranh luận do một tổ chức truyền thông hoặc đối tác có khuynh hướng bảo thủ tổ chức. Trong khi đó, bà Harris chỉ trích ông Trump về việc lùi bước khỏi thỏa thuận tổ chức cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9. Michael Taylor, phát ngôn viên chiến dịch của bà Harris, cho rằng bất kỳ lời nói nào khác ngoài việc khẳng định chúng ta sẽ gặp nhau ở đó từ phía ông Trump đều là dấu hiệu của sự thoái lui có thể đoán trước được. Kế hoạch cho cuộc tranh luận phó tổng thống cũng gặp trục trặc. Bà Harris đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận do CBS News tổ chức trước khi ông Biden thông báo ngừng tranh cử. Và các đàm phán cho cuộc tranh luận mới vẫn chưa được tiến hành do bà Harris chưa chọn được người đồng hành.
Cuộc tranh luận luôn là một sự kiện quan trọng trong chuỗi bầu cử tổng thống với những khoảnh khắc quyết định và sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Một ví dụ nổi bật là cuộc tranh luận do CNN tổ chức vào tháng 6 tại Atlanta đã thu hút 51,3 triệu lượt người xem, mặc dù không có khán giả và micro của các ứng cử viên bị tắt. Khi không đến lượt phát biểu, sự kiện này đã cho thấy sức mạnh của các cuộc tranh luận trong việc định hình kết quả bầu cử. Fox News trong các cuộc đàm phán gần đây đã đề xuất tổ chức một cuộc tranh luận tại Pennsylvania và linh hoạt về ngày, hình thức, địa điểm và có thể có khán giả tham dự. Kênh này cũng đề xuất Martha McCallum và Brett Baier làm người điều phối. Trong sự kiện tại Virginia, mặc dù chỉ trích CNN trước đây, ông Trump đã ca ngợi cách thức kênh này xử lý cuộc tranh luận vào tháng 6, cho rằng người điều phối Dana Bash và Jake Tapper đã đối xử công bằng với ông. Bầu cử Mỹ nóng bỏng, bà Harris gửi lời thách thức đến ông Donald Trump. Trong một sự kiện vận động tranh cử sôi động tại Atlanta, Georgia vào ngày 30 tháng 7, Phó Tổng thống Kamala Harris đã không ngần ngại gửi lời thách thức mạnh mẽ đến ông Donald Trump, kêu gọi cựu Tổng thống và ứng viên của Đảng Cộng Hòa hãy gặp bà trên sân khấu tranh luận để đối mặt trực tiếp với các chỉ trích. Bà Harris hiện là ứng viên Tổng thống tiềm năng của Đảng Dân Chủ, không chỉ thách thức ông Trump mà còn cam kết sẽ tái triển khai dự luật an ninh biên giới mà Đảng Cộng Hòa đã chặn lại vào hồi đầu năm. Ông Trump có thể từ chối tranh luận, nhưng nếu ông thực sự có điều gì muốn nói về tôi thì hãy đối mặt trực tiếp trên sân khấu, bà Harris tuyên bố. Khi tôi trở thành tổng thống, tôi sẽ đưa dự luật an ninh biên giới trở lại và ký nó thành luật ngay lập tức. Ngay từ ngày đầu tiên, tôi sẽ giải quyết vấn đề tăng giá sinh hoạt và giảm mọi chi phí. Một cuộc thăm dò gần đây từ tờ Thời báo New York cho thấy bà Harris đang rút ngắn khoảng cách đáng kể với Donald Trump. Ngay khi bắt đầu chiến dịch tranh cử, bà đã nhanh chóng phá vỡ kỷ lục gây quỹ, chiếm lĩnh mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ đảng viên Đảng Dân Chủ. Hãng tin AP báo cáo rằng một số đảng viên Đảng Dân Chủ so sánh bà Harris với Tổng thống Obama và chiến thắng lịch sử của ông vào năm 2009. Sự kiện gây quỹ trực tuyến gần đây của bà đang thu hút hơn 40.000 người và mang về 1,5 triệu USD chỉ sau 3 giờ. Bà đã phá vỡ kỷ lục gây quỹ trước đó với 200 triệu USD chỉ trong 7 ngày đầu tiên của chiến dịch, trong đó 2/3 số tiền đến từ những nhà tài trợ mới. Đồng thời hơn 170.000 tình nguyện viên đã gia nhập chiến dịch của bà, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như gọi điện cho cử tri và phát tờ rơi, cũng có thêm sức mạnh cho cuộc đua tranh cử của bà. Ông Trump và Harris cạnh tranh nảy lửa khi cuộc bầu cử bước vào giai đoạn nước rút. Trong giai đoạn nước rút của cuộc đua vào Nhà Trắng, cử tri tiếp tục chứng kiến những màn tranh cãi nảy lửa giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ nhằm tìm kiếm phiếu bầu cho tháng 11. Chỉ có điều, đã có sự thay đổi về ứng cử viên tranh cử. Chỉ còn 3 tháng nữa là đến cuộc tổng tuyển cử tháng 11, đường đua vào Nhà Trắng bất ngờ rẽ hướng. Tại thời điểm ấy, Đảng Cộng Hòa đang lạc quan về chiến thắng tiếp theo. Khi dư âm từ vụ ám sát lịch sử đã tạo đòn bẩy giúp ứng cử viên Trump vượt xa đối thủ Biden trong mọi cuộc thăm dò dư luận. Song, sự lạc quan của Đảng Cộng Hòa không kéo dài lâu sau tuyên bố bất ngờ từ Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Ông sẽ dừng tranh cử và nhường lại ngọn đuốc cho Phó tướng Kamala Harris. Sự xuất hiện của bà Harris, một ứng cử viên da màu, đã thổi một làn gió mới cho cuộc bầu cử quan trọng nhất nước Mỹ. Theo nhiều cuộc khảo sát, cử tri không còn mặn mà với những khẩu chiến dần đi vào lối mòn giữa hai người đàn ông lớn tuổi, đều từng có một nhiệm kỳ phục vụ Nhà Trắng. Bước ngoặt lớn trên đường đua vào Nhà Trắng. Ngay sau khi chính thức ra tranh cử, bà Harris đã nhanh chóng phá vỡ nhiều kỷ lục gây quỹ, chiếm lĩnh mạng xã hội và giành được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các đảng viên Đảng Dân Chủ khác. Theo AP, một số đảng viên Dân Chủ thậm chí còn cho rằng bà Harris khiến họ nhớ tới ông Obama và chiến thắng lịch sử của Tổng thống Mỹ da màu đầu tiên vào hồi năm 2009. Tham gia một sự kiện gây quỹ online của bà Harris hồi cuối tuần trước, dân biểu Jamie Crockett của bang Texas cho rằng bà Harris thực sự là phiên bản nữ của ông Obama. Sự kiện này có sự tham gia của hơn 40.000 người, giúp bà đã thu về 1,5 triệu USD chỉ sau 3 giờ tương tác với cử tri. Bà Harris đã phá vỡ kỷ lục gây quỹ trước đó của mình khi thu về 200 triệu USD chỉ trong vòng 7 ngày, kể từ khi tiếp quản chiến dịch của ông Biden. 2/3 số tiền này đến từ những nhà tài trợ mới, các cố vấn của bà Harris cho biết vào cuối tuần trước. Trong cùng thời gian đó, hơn 170.000 tình nguyện viên đã tham gia vào chiến dịch của Phó Tổng thống, đảm nhiệm các nhiệm vụ như gọi điện thoại cho cử tri, phát tờ rơi và thực hiện nhiều hoạt động tranh cử khác.
Mặt khác, các đảng viên đảng Cộng hòa đang lo sợ về viễn cảnh nước Mỹ sẽ bầu ra một nữ tổng thống. Nhiều chỉ trích đã xuất hiện bên trong nội bộ đảng, hướng về phía ứng viên phó tổng thống J.D. Vance và những phát ngôn phân biệt giới tính gây tranh cãi trong quá khứ. Chỉ 12 ngày trước, ông Vance đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt khi ông phát biểu nhận đề cử phó tổng thống tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa ở Milwaukee. Thế giới đã thay đổi, chúng ta đang cách xa hàng năm ánh sáng so với nơi chúng ta từng ở Milwaukee. Thành viên Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Henry Barber, người chỉ một tuần trước đã dự đoán rằng đảng Cộng hòa có thể giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tháng 11, cho biết hiện nay ông không còn chắc chắn về chiến thắng ấy do đảng Dân chủ đang có một ứng viên vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ. Cuộc đua thêm sức nóng. Đảng Dân chủ hiện không còn bận tâm đến vấn đề tuổi tác và sự nhạy bén về mặt tinh thần của ứng viên tranh cử. Thay vào đó, họ đang nỗ lực giành lại thế chủ động. Là một phụ nữ, bà Harris tập trung nhiều hơn vào cuộc chiến chống lại quyền phá thai của đảng Cộng hòa, theo cách mà ông Biden không thể. Và với tư cách là một cựu công tố viên, bà đã nắm bắt được bản án hình sự của ông Trump ở New York một cách tự tin, ông Steve Peoples, cây viết chuyên về chính trường Mỹ, nhận định trong một bài viết gần đây. Trong lần xuất trận đầu tiên tại cuộc vận động tranh cử ngày 23 tháng 7 ở bang Wisconsin, một bang chiến trường có vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây, bà Harris đã tấn công đối thủ Trump đầy mạnh mẽ. Tôi đã đối mặt với đủ loại tội phạm, những kẻ lạm dụng phụ nữ, những kẻ lừa đảo, lừa gạt người tiêu dùng, những kẻ lừa đảo vi phạm các quy tắc để trục lợi. Vì vậy hãy nghe tôi biết mẫu người của Donald Trump. Bà Harris nói, đồng thời nêu bật một loạt các ưu tiên và vạch ra sự tương phản rõ ràng với ông Trump, người đã giành đề cử chính thức của đảng Cộng hòa. Ứng cử viên đại diện đảng Cộng hòa cũng không còn tỏ ra chủ quan trước cuộc đối đầu của phó tổng thống. Một số đảng viên đảng Cộng hòa thậm chí còn gọi bà Harris là ứng cử viên DEI, viết tắt của Diversity, Equity and Inclusion, để miêu tả tính đa dạng, công bằng và hòa nhập của phó tổng thống. Giới tính và da màu của bà Harris đang giúp đảng Dân Chủ mở rộng phạm vi tiếp cận nhiều nhóm cử tri hơn so với trước đây. Nhiều nhà phân tích còn nhận định ông Trump sẽ nỗ lực biến lợi thế của bà Harris thành điểm yếu, như cách ông đã làm với đối thủ Hillary Clinton vào hồi 8 năm trước. Cựu tổng thống từng chỉ trích bà Clinton không tham gia vào cuộc đua một cách công bằng vì bám víu vào giới tính để giành được phiếu bầu. Hiện tại, cựu tổng thống và đội ngũ tranh cử của ông vẫn đang nỗ lực tìm ra cách thức tấn công hiệu quả nhất để chống lại đối thủ mới đến từ đảng Dân Chủ. Nhiều khả năng đảng Cộng hòa sẽ tập trung vào vấn đề biên giới và hồ sơ công tố viên trước đây của bà Harris, chẳng hạn như bảo vệ tính hợp hiến của án tử hình hay cắt giảm ngân sách dành cho cảnh sát. Đây là những nội dung đã xuất hiện trong bài phát biểu hồi cuối tuần trước của bộ đôi Trump Vance tại Minnesota. Những người tham gia cuộc biểu tình ở Minnesota phần lớn đều lạc quan về cơ hội chiến thắng của ông Trump, ngay cả ở tiểu bang của họ, nơi đảng Cộng hòa đã thua trong cuộc bầu cử tổng thống kể từ năm 1976. Tuy nhiên, một bộ phận cử tri khác cũng cân nhắc về khả năng nước Mỹ có nữ tổng thống đầu tiên. Kết quả bầu cử vẫn là một ẩn số. Dù hiệu ứng truyền thông và con số xuất hiện các tài khoản trong tài trợ chiến dịch đang cho thấy những dấu hiệu tốt, đảng Dân Chủ vẫn không khỏi lo lắng. Bà Harris vẫn chưa chọn được người đồng hành, trong khi đứng ở bên kia chiến tuyến, ông Trump đã có phó tướng J.D. Vance. Các nhà quan sát cho rằng, thế hai chọi một này khiến bà Harris khó lòng duy trì sức nóng trong thời gian dài. Sau khi ông Biden tuyên bố rút lui, đội ngũ tranh cử của ông Trump tỏ ra không chắc chắn về triển vọng của một cuộc tranh luận tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9, lập luận rằng đó là một phần của thỏa thuận được sắp xếp với Tổng thống Biden. Các ứng cử viên của đảng thứ ba vẫn có thể tham gia vào cuộc đua theo những cách không ngờ tới, và hơn những quảng cáo tranh cử trị giá hơn 1 tỷ USD vẫn chưa lên sóng, khi hai bên đang xem xét lại thông điệp và cách thức giành được 270 phiếu đại cử tri tối thiểu trong bối cảnh có sự thay đổi về ứng viên. Số liệu thăm dò trong các thống kê dư luận gần đây liên tục nhảy nhót. Một tuần trước sau khi chính thức ra tranh cử, bà Harris đã dẫn trước ông Trump 2 điểm phần trăm về tỷ lệ ủng hộ. Tuy nhiên, ông Trump đã nhanh chóng tăng tốc và vượt lên dẫn trước trong cuộc khảo sát do Harris X iPost công bố vào hôm 24 tháng 7. Giám đốc điều hành của Harris X, Kristen Neso, cho biết mỗi ứng viên đều đang duy trì mức độ ảnh hưởng với một nhóm ứng viên nhất định, khiến kết quả bầu cử tháng 11 vẫn là một ẩn số.
Phó Tổng thống Kamala Harris đã tiếp thêm năng lượng cho nhóm cử tri của đảng Dân Chủ, gia tăng vị thế dẫn đầu với cử tri nữ vùng ngoại ô và thu hẹp khoảng cách với những cử tri độc lập. Tuy nhiên, với nhóm cử tri nam giới Mỹ gốc Phi, vị thế của ông Trump nhìn chung vẫn được củng cố hơn, ông Nasho nhận định. Ông Trump cho rằng bà Harris không tôn trọng chủng tộc. Cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố gây chấn động về Phó Tổng thống Kamala Harris, khiến dư luận dậy sóng vào ngày 31 tháng 7 năm 2024, trong một buổi hội thảo tổ chức bởi Hiệp hội các nhà báo da màu quốc gia tại Chicago. Ông Trump đã chỉ trích bà Harris với những lời lẽ nặng nề, cáo buộc bà không tôn trọng chủng tộc. Theo ông Trump, bà Harris vốn gốc Ấn Độ, trước đây luôn khẳng định di sản gốc Ấn của mình, nhưng gần đây lại bỗng nhiên tự nhận mình là người da đen để đạt được lợi ích chính trị. Ông nhấn mạnh rằng trước đây bà Harris không hề được biết đến với danh tính da đen và đặt nghi vấn về sự thay đổi đột ngột này. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong một phiên hỏi đáp căng thẳng và đầy kịch tính. Ông đã đưa ra những chỉ trích không chỉ về vấn đề chủng tộc của bà Harris, mà còn về cách bà đang lợi dụng danh tính của mình. Trả lời các câu hỏi từ nhà báo Rachel Scott của ABC News về việc bà Harris từng học tại Đại học Howard, một trường đại học nổi tiếng với cộng đồng sinh viên da đen, ông Trump đã từ chối phản hồi trực tiếp và không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ cáo buộc của mình. Phát ngôn viên chiến dịch của bà Harris đã phản ứng mạnh mẽ, gọi tuyên bố của ông Trump là thảm họa hoàn toàn và chỉ trích ông vì đã thể hiện bộ mặt thật của mình. Bà Harris khi được hỏi về những phát ngôn của ông Trump đã chỉ trích chúng là màn kịch cũ rích, nhấn mạnh rằng chúng thể hiện sự chia rẽ và thiếu tôn trọng. Bà khẳng định rằng người Mỹ xứng đáng có một lãnh đạo nói sự thật và không phản ứng bằng thái độ thù địch khi đối mặt với sự thật. Nhà Trắng cũng đã chỉ trích mạnh mẽ những phát ngôn của ông Trump, với thư ký báo chí Karine Jean-Pierre lên án việc ông Trump xúc phạm và khẳng định không ai có quyền yêu cầu người khác phải định hình bản thân theo cách mà họ muốn. Cùng lúc, bà Harris, người đã tạo dấu ấn lịch sử với vai trò là phó tổng thống đầu tiên vừa da màu vừa gốc Á, đã trở thành mục tiêu tấn công liên tục của ông Trump. Đặc biệt, ông Trump còn cáo buộc bà có thái độ chống Do Thái, mặc dù bà có chồng là người Mỹ gốc Do Thái. Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới dự kiến sẽ là cuộc đua gay cấn giữa bà Harris và ông Trump. Một khảo sát gần đây của Bloomberg News Morning Consult cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump ở 4 trong 7 bang chiến trường, trong khi cựu tổng thống chỉ chiếm ưu thế ở 2 bang. Tình hình chính trị đang diễn biến nhanh chóng và cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 sắp tới hứa hẹn sẽ tiếp tục căng thẳng và đầy kịch tính. Tạm vượt mặt ông Trump, bà Harris không thể chủ quan. Bà Kamala Harris hiện đang có khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua vào Nhà Trắng, nhưng tình trạng tuần trăng mật này có thể không kéo dài lâu khi ông Donald Trump và các đồng minh tìm cách phản ứng. Theo Tony Fabrizio, chuyên gia thăm dò ý kiến của cựu Tổng thống Donald Trump, thời điểm hiện tại có thể coi là tuần trăng mật của Phó Tổng thống Harris, nhờ sự chú ý từ truyền thông và năng lượng tích cực mà bà mang lại cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử. Bà Harris ở tuổi 59, còn trẻ hơn ông Trump nhiều và có phong thái tràn đầy sức sống. Với kinh nghiệm là công tố viên và tổng trưởng lý bang, bà tạo ra một hình ảnh đối lập với ông Trump đang gặp nhiều rắc rối pháp lý. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng sau những bất ngờ về việc Tổng thống Joe Biden quyết định không tái tranh cử để bà Harris có cơ hội, đảng Cộng Hòa đang tích cực tìm kiếm điểm yếu của bà để tấn công. Một trong những điểm mà ông Trump và phe Cộng Hòa nhắm đến là chiến dịch tranh cử Tổng thống không thành công của bà Harris vào năm 2019 khi bà thất bại trước ông Biden. Chiến dịch của bà Harris khi đó gặp nhiều vấn đề như thông điệp không rõ ràng, bất đồng nội bộ và một số sai lầm trong các cuộc phỏng vấn. Bà cũng chuyển hướng sang cánh tả trong nỗ lực thu hút cử tri đảng Dân Chủ trong vòng sơ bộ. Các lập trường của bà vào thời điểm đó bao gồm việc ủng hộ loại bỏ bảo hiểm y tế tư nhân, cải cách cảnh sát, phi hình sự hóa hành vi vượt biên trái phép và ủng hộ Green New Deal, hiện có thể trở thành điểm yếu trước đảng Cộng Hòa. David McCormick, ứng viên của đảng Cộng Hòa tranh cử vào Thượng viện tại Pennsylvania, đã nhanh chóng phát động quảng cáo truyền hình
nhắm vào những quan điểm của bà Harris từ năm 2019. Ông Trump cùng đội ngũ chiến dịch cũng đã đăng tải video chỉ trích bà với tiêu đề "Gặp gỡ Kamala Harris, cực đoan của San Francisco", tập trung vào các chính sách mà bà đã ủng hộ. Các nhà phân tích cho rằng bà Harris sẽ gặp khó khăn trong việc hoàn toàn tách biệt mình khỏi các chính sách của chính quyền Biden. Đảng Cộng Hòa đang tìm cách gắn bà với những vấn đề như chính sách nhập cư dựa trên các phát biểu trước đây của bà. Taylor Budovic, người điều hành Ủy ban Chính trị liên kết với ông Trump, nhấn mạnh sự cần thiết phải phơi bày những điểm yếu của bà Harris qua quảng cáo truyền hình. Trong khi đó, bà Harris sẽ phải chứng tỏ với cử tri rằng bà đại diện cho điều gì và có những điểm mạnh gì. Theo Gray Varoga, việc chọn lựa phó tướng phù hợp là bước quan trọng giúp cử tri hiểu rõ hơn về định hướng chính trị của bà. Trong những tuần tới, cách bà Harris định hình hình ảnh và lập trường của mình sẽ ảnh hưởng lớn đến sự đánh giá của công chúng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Điều này sẽ quyết định liệu tuần trăng mật của đảng Dân Chủ có kéo dài hay kết thúc trong đau đớn. Anthony Zuche, nhà phân tích của BBC nhận định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!